Tại hiện trường vụ tai nạn liên hoàn 4 xe tải trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đoạn km 194 qua xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận vào 2 giờ sáng ngày 1 tháng 3. Cả 4 xe dòng toa, đầu xe sau dính chặt vào đuôi xe trước và chật nát. Nguyên nhân là hai xe đang giảm tốc để chờ ùn tắc phía trước thì xe thứ 3 tông vào đuôi xe thứ 2 và tiếp tục xe thứ 4 tông vào. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã dùng thiết bị đưa một phụ xe bị thương kẹt trong cabin ra ngoài để đi cấp cứu và tài xế ngồi bên cạnh tử vong mắc kẹt trong cabin. Nhiều xe cẩu cứu hộ được huy động đến hiện trường. Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Bắc hoàn tất khám nghiệm hiện trường, xe cẩu đã cẩu tách rời các xe đang dính chặt với nhau. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, thi thể của tài xế RNI sinh năm 1983 ngụ Khánh Hòa mới được đưa ra ngoài để khám nghiệm. Cảnh sát giao thông cũng đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy của các tài xế trong vụ tai nạn. Đến 8 giờ, hiện trường vụ tai nạn đã được giải phóng. Các xe tai nạn được cẩu đi để xe ô tô lưu thông trở lại.